Thank you.
Thank you.
Còn nó mới bình vài không ạ? Đó nóng vậy nhỉ? Là thiếu sang bình ha? Ờ, là thiếu sang bình á. Thiếu sang bình. Thứ bảy nhỉ? Vâng. Mai đó. Thế mai nghỉ cho cây sang xem đi. Tại vì mai em vừa rồi có chuyển ra đầu cầu Nam Phả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh ơi. Ừ.